AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Skyfall Chaser là một tựa game hành động bắn súng nhịp độ nhanh, góc nhìn thứ nhất, nhiều người chơi do Lawson phát hành. Trò chơi sở hữu nền đồ họa 3D cùng với phần tạo hình nhân vật và các khẩu súng theo phong cách Apex Legends. Hiệu ứng và tia lửa khá là đẹp mắt, tuy nhiên thì vẫn còn xuất hiện khá nhiều lỗi về hình ảnh và đồ họa, cũng không được chuẩn HD. Bên cạnh đó còn có tình trạng báo bạn đang bị lỗi Internet, cũng như là diễn ra tình trạng giật lắc dù Internet của bạn vẫn bình thường. Bản đồ chiến đấu rộng lớn, hiệu ứng âm thanh sống động, cùng với đó là mỗi nhân vật đều có sở hữu cho mình phần lồng tiếng riêng. Lối chơi của game vô cùng độc đáo với việc nó sẽ khác hẳn so với lối chơi Battle Royale quen thuộc của Apex Legends. Tại đây bạn sẽ lập thành một đội cùng với hai người chơi khác để chiến đấu với những đội khác trong trận đấu kéo dài 10 phút. Các bạn sẽ phải cố gắng thu thập một loại tài nguyên có tên là Starlight nhằm tích lũy điểm tới mốc yêu cầu là 100k để giành được chiến thắng. Tại đây, game thủ sẽ vào vai một Chaser, đi khám phá bản đồ và lục lọi trong các tòa công trình để tìm các món trang bị, vật phẩm và vũ khí. Starlight có thể thu thập được khi mở các thùng đồ và phá hủy các đồ vật có thể bị phá hủy, hoặc thậm chí là cướp nó từ các người chơi khác. Người nào hiện đang giữ nhiều Starlight nhất sẽ được gọi là Biscuit Owner và vị trí của người đó sẽ được thể hiện rõ trên bản đồ. Nếu bạn không muốn Starlight của mình bị cướp mất bởi các đối thủ thì có thể tích trữ chúng trong các máy gọi là Transfer Bay nằm rải rác khắp bản đồ. Những cái máy này sẽ trở nên hoạt động một vài phút sau khi trận đấu bắt đầu. Hãy lưu ý là bạn nên đi cùng với đồng đội của mình khi đi tích trữ Starlight, bởi vì sẽ có thể có những đội mai phục ở những chỗ này để cướp Starlight, và khi đang tích trữ nhân vật sẽ không thể làm gì khác nên cần đồng đội yểm trợ. Trong trận đấu sẽ thường xuyên diễn ra các sự kiện mưa sao băng chết chóc làm phá hủy bản đồ có tên là Skyfall, mà khi diễn ra và kết thúc sẽ để lại rất nhiều Starlight. Đây có thể xem là một cơ hội lớn, đồng thời cũng là một rủi ro cao vì sẽ có nhiều đội đến để tranh thủ thu thập nên việc chạm mặt nhau sẽ có khả năng rất cao. Chơi hiện có 5 nhân vật với tạo hình cũng như là tính cách độc đáo khác nhau, và mỗi người họ đều có khả năng cũng như kỹ năng của riêng mình. Các điểm đặc sắc của game: bản đồ chiến đấu rộng lớn, hiệu ứng âm thanh sống động, hiệu ứng và tia lửa khá là đẹp mắt, lối chơi độc đáo, nhiều vũ khí khác nhau cho bạn thu thập và sử dụng, 5 nhân vật với việc sở hữu khả năng và kỹ năng riêng. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?